Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Xe Việt. Trên video anh em đang xem đây là mẫu xe Hyundai Tucson, một mẫu xe SUV cỡ C được lắp ráp tại Việt Nam. Trong video ngày hôm nay, em sẽ cập nhật cho anh em chính sách bán hàng thời điểm đầu tháng 3 của tất cả các phiên bản Hyundai Tucson để anh em tham khảo, anh em cân đối và lựa chọn phiên bản cho phù hợp. Mời anh em cùng xem video. Mẫu xe Hyundai Tucson được lắp ráp tại Việt Nam với 4 phiên bản để anh em lựa chọn và có 2 tùy chọn động cơ, cụ thể như sau. Phiên bản thấp nhất đó là Hyundai Tucson máy xăng bản tiêu chuẩn. Phiên bản thứ hai đó là Hyundai Tucson máy xăng bản đặc biệt. Phiên bản thứ ba đó là Hyundai Tucson máy dầu bản đặc biệt và phiên bản thứ tư đó là Hyundai Tucson 1.6 bản turbo. Trên thị trường, Hyundai Tucson cạnh tranh trực tiếp với một số những mẫu xe SUV hạng C như là chiếc Mazda CX-5, Kia Sportage và một số những mẫu xe nằm trong tầm tiền từ khoảng gần 800 cho đến hơn 900 triệu, chưa tính giá xe ra biển số lăn bánh. Chính sách bán hàng của Hyundai không phân vùng thị trường, anh em thoải mái lựa chọn showroom để mua xe Hyundai Tucson. Sau bán hàng, anh em thoải mái lựa chọn showroom để bảo hành bảo dưỡng. Anh em gần ở đâu thì anh em mang xe vào những đại lý ủy quyền ở đó. Không bắt buộc là anh em mua ở đâu là phải bảo hành bảo dưỡng ở đó. Hiện tại bên em có 2 cơ sở, một cơ sở Hà Nội và một cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ bán hàng trực tiếp cho anh em. Và phiên bản đầu tiên em sẽ cập nhật chính sách bán hàng tháng 3 này, đó là Hyundai Tucson bản 2.0 máy xăng tiêu chuẩn, phiên bản thấp nhất. Em điểm qua những thông số kỹ thuật cơ bản của xe để những anh em nào mới tham khảo dòng xe Hyundai Tucson này, anh em có thể nắm được. Xe sử dụng động cơ 2.0 cùng hộp số tự động 6 cấp cho công suất cực đại là 156 mã lực tại vòng tua 6.200 vòng trên phút. Trục cơ sở của xe là 2.755 mm, khoảng sáng gầm là 18.1 cm. Xe được trang bị phanh đĩa carbon bánh, mâm xe hợp kim 17 inch. Về ngoại thất, xe sử dụng cụm đèn pha cốt dạng bóng bi halogen, có tích hợp cảm biến tự động, có đèn LED định vị ban ngày, cụm đèn hậu dạng LED, gương chiếu hậu bên ngoài chỉnh điện, gập điện, tích hợp sấy gương. Về nội thất, vô lăng bọc da, xe được trang bị ghế da cao cấp, ghế lái chỉnh điện. Hệ thống điều hòa, xe được trang bị điều hòa tự động hai vùng độc lập. Màn hình thông tin 4.2 inch, màn hình giải trí đa phương tiện 10.25 inch. Hệ thống âm thanh, xe được trang bị 6 loa. Có cruise control ga tự động, chìa smart key, tích hợp đèn ổ từ xa. Nội thất của xe là màu đen. Về hệ thống an toàn, xe được trang bị camera lùi, cảm biến sau, chống bó cứng phanh, phân phối lực phanh điện tử, hỗ trợ phanh khẩn cấp, hỗ trợ đổ đèo, cân bằng điện tử, khởi hành ngang dốc, kiểm soát lực kéo, cảm biến áp slop, phanh tay điện tử kèm auto hold. Xe được trang bị 6 túi khí. Giá bán tại thời điểm tháng 3 này của hai cơ sở bên em như sau. Cơ sở Hà Nội giá bán cho anh em là 782 triệu, tặng kèm anh em bọc vô lăng, thảm để chân, nước hoa, đồng thời tặng thêm anh em dán phim cách nhiệt và camera hành trình, chỉ áp dụng dành cho anh em trên kênh Xe Việt thôi. Tại cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh giá bán cho anh em là 784 triệu, tặng anh em một gói phụ kiện khi mà anh em liên hệ trực tiếp. Căn cứ từ giá bán như trên, giá xe ra biển số lăn bánh em cũng đã tính cho anh em như sau. Anh em ở Hà Nội sẽ là 903 triệu, các tỉnh áp 12% là 884 triệu, các tỉnh áp 10% là 867 triệu. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 889 triệu và các tỉnh miền Nam sẽ là 869 triệu. Anh em nào đang có nhu cầu mua trả góp thì số tiền ban đầu anh em cần phải chuẩn bị ít nhất như sau. Anh em ở Hà Nội cần chuẩn bị 238 triệu, các tỉnh áp 12% là 219 triệu, các tỉnh áp 10% là 202 triệu. Biển Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 222 triệu và các tỉnh miền Nam sẽ là 203 triệu. Bắt buộc anh em phải mua thêm bảo hiểm thân vỏ và năm đầu tiên trị giá là, cùng với đó là dịch vụ đăng ký xe trọn gói. Và như vậy, gói vay tối đa mà ngân hàng hỗ trợ anh em là 85% giá trị xe sẽ tương đương với số tiền là 664 triệu cho Hyundai Tucson bản tiêu chuẩn. Thời gian vay tối đa cho anh em là 8 năm và gốc lãi tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là khoảng 11,5 triệu, trong đó gốc chia đều là 6,9 triệu và lãi suất đầu tiên là 4,6 triệu, dư nợ sẽ giảm dần. Phiên bản thứ hai em cập nhật chính sách bán hàng cho anh em đó là Hyundai Tucson máy xăng bản đặc biệt. Về thông số kỹ thuật của xe, ngoài các option tính năng cơ bản như Hyundai Tucson bản tiêu chuẩn, bản đặc biệt được nâng cấp thêm những option sau. Cụm đèn pha dạng bóng LED, xe được trang bị nan răng đúc 18 inch. Về nội thất thì ghế phụ
có chỉnh điện, có sưởi và làm mát hàng ghế trước, có sưởi vô lăng. Xe được trang bị màn hình thông tin điện tử 10,25 inch. Hệ thống âm thanh xe được trang bị 8 loa. Có cruise control điều khiển hành trình thích ứng. Xe được trang bị cam 360, có trang bị cảm biến trước. Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động, có hỗ trợ phòng tránh va chạm với người đi bộ, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ giữ làn đường, hiển thị điểm mù trên màn hình. Giá bán tại thời điểm tháng 3 này của hai cơ sở bên em như sau. Cơ sở Hà Nội giá bán là 860 triệu. Cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh là 864 triệu. Vẫn tặng kèm anh em đầy đủ những phụ kiện như bản tiêu chuẩn em vừa mới cập nhật cho anh em. Anh em có thể xem lại. Căn cứ từ giá bán này, giá xe ra biển số lăn bánh em cũng đã tính cho anh em như sau. Anh em ở Hà Nội sẽ là 997 triệu. Các tỉnh áp 12% là 977 triệu. Các tỉnh áp 10% là 958 triệu. Biển Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 982 triệu. Và các tỉnh miền Nam sẽ là 962 triệu. Anh em mua trả góp, anh em cần phải chuẩn bị số tiền thấp nhất như sau. Anh em ở Hà Nội cần chuẩn bị 266 triệu. Các tỉnh áp 12% là 246 triệu. Các tỉnh áp 10% là 227 triệu. Biển Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 247 triệu. Và các tỉnh miền Nam sẽ là 228 triệu. Bắt buộc anh em phải mua thêm bảo hiểm thân vỏ. Năm đầu trị giá là 11,1 triệu cùng với dịch vụ đăng ký xe trọn gói. Và như vậy gói vay 85% cho chiếc Tucson bản xăng đặc biệt sẽ tương đương với số tiền là 731 triệu. Thời gian vay tối đa 8 năm thì gốc lãi tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là 12,7 triệu, trong đó gốc chia đều là 7,6 triệu và lãi suất tháng đầu tiên là 5,1 triệu. Dư nợ cũng sẽ giảm dần trong những tháng tiếp theo. Phiên bản thứ 3 em cập nhật chính sách bán hàng cho anh em đó là Hyundai Tucson 2.0 máy dầu. Về thông số kỹ thuật của xe, đối với Hyundai Tucson 2.0 máy dầu thì xe được trang bị động cơ dầu 2.0, cùng với đó là hộp số tự động 8 cấp cho công suất cực đại là 186 mã lực tại vòng tua 4.000 vòng trên phút. Xe được trang bị cần số điện tử dạng nút bấm, có lẫy chuyển số tích hợp sau vô lăng. Còn lại, mọi option tính năng hệ thống an toàn thì như bản máy xăng đặc biệt. Giá bán tại thời điểm đầu tháng 3 của hai cơ sở bên em như sau. Cơ sở Hà Nội giá bán cho anh em là 938 triệu. Cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh giá bán là 944 triệu, vẫn tặng thêm anh em những phụ kiện như hai bản Tucson em vừa mới cập nhật. Với giá bán này, giá xe ra biển số lăn bánh em cũng đã tính cho anh em cụ thể như sau. Anh em ở Hà Nội sẽ là 1 tỷ 087 triệu. Các tỉnh áp 12% là 1 tỷ 068 triệu. Các tỉnh áp 10% là 1 tỷ 047 triệu. Biển Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 1 tỷ 072 triệu và các tỉnh miền Nam sẽ là 1 tỷ 053 triệu. Anh em mua trả góp, anh em cần phải chuẩn bị số tiền thấp nhất như sau. Anh em ở Hà Nội cần chuẩn bị 290 triệu, các tỉnh áp 12% là 270 triệu, các tỉnh áp 10% là 249 triệu, biển Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 270 triệu và các tỉnh miền Nam sẽ là 250 triệu. Bắt buộc anh em phải mua thêm bảo hiểm thân vỏ, năm đầu trị giá là 12,1 triệu, cùng với đó là dịch vụ đăng ký xe trọn gói. Như vậy gói vay tối đa 85% sẽ tương đương với số tiền là 797 triệu trong thời gian vay 8 năm. Gốc lãi tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là 13,6 triệu, trong đó gốc chia đều là 8,3 triệu và lãi suất đầu tiên là 5,3 triệu, dư nợ cũng sẽ giảm dần. Và phiên bản cuối cùng, phiên bản cao cấp nhất em cập nhật chính sách bán hàng cho anh em đó là Hyundai Tucson bản 1.6 turbo. Về thông số kỹ thuật của xe, xe sử dụng động cơ 1.6 turbo kèm hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép cho công suất cực đại là 180 mã lực tại vòng tua 5.500 vòng trên phút. Xe sử dụng na răng đúc 19 inch. Xe có cửa sổ trời toàn cảnh và giá nóc. Ghế lái có nhớ vị trí. Nội thất xe là màu nâu. Về hệ thống an toàn thì như bản máy dầu và máy xăng bản đặc biệt. Và giá bán cho anh em tại thời điểm đầu tháng 3 này như bản máy dầu. Cụ thể đó là cơ sở Hà Nội giá bán là 938 triệu, cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh giá bán là 944 triệu. Và em xin phép không tính giá xe ra biển số lăn bánh của phiên bản Tucson Turbo. Anh em có thể tham khảo giá xe ra biển số lăn bánh của Hyundai Tucson máy dầu cũng như bản turbo này thôi. Như vậy trên đây đó là toàn bộ những thông tin về chính sách bán hàng của các phiên bản Hyundai Tucson tại thời điểm những ngày đầu tháng 3. Hy vọng những thông tin em chia sẻ trên video sẽ giúp ích cho anh em trong việc lựa chọn xe cho phù hợp tại điểm này. Cảm ơn anh em và hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo. Xin chào anh em.